Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng vua thời gian. Ở trên đây có các ô khác nhau. Ô cộng thêm 5 giây, cộng 10 giây, cộng 15, cộng 20, cộng 25 giây. Và có ô trừ 5 giây và ô cộng 0 giây. Trước khi mà đến với vòng vua thêm giây thì chúng tôi sẽ công bố nãy giờ đội của Quốc Thuận là có 9 triệu đồng. Đội Phương Thanh có 8 triệu đồng. Mỗi lần mua như vậy là cứ một lần mua là 20 điểm, là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Nhưng mà tôi xin công bố thế này, phần trí thắng thì chúng ta mới bước được vào vòng trong được. Đúng vậy. Còn phần trí thua là chúng ta đi về tay với chương trình. Đây mới là phần hết sức là quan trọng. Các nên em chính thấy vì sao? Vậy chúng ta cần số giây càng nhiều càng tốt. Mỗi đội sẽ có 3 lần mua. Dạ. Yeah. Người mua mà mua hay không là do chiến lược gia quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mua. Hai bên nào mua trước nào? Tù xì đi. Tù xì. Rồi thôi. Tôi thua, mua trước. Thành mua trước. Mua trước ạ. Mua nghe. Mua đi, mua ít thôi anh. Mua ít thôi. Số mấy? Con số luôn luôn mang đến cho tôi sự may mắn, đó chính là con số 7. Trừ 5 một cái là anh phải móc tiền túi anh bù cho em nha anh Vinh. Để xem. Số 7. Anh Linh ơi, em hồi hộp quá. Em coi đi. Ta nói chiến lược gia sao thì cái số nó tròn vo y chang vậy đó. Yeah, em bắt 1 triệu rồi. Không sao đâu em. Trời ơi. Dạ mất 1 triệu hả? Mất triệu rồi. Tới đội gì danh? Ba chìm bảy nổi, chín lên đên. Ảnh lấy bảy nổi, mình lấy ba chìm. Ba chìm đúng không? Ba chìm. Chìm nghiệm luôn nè. Chìm nghiệm luôn. Âm 5 nè, trừ 5 nè, trừ. Chìm nghiệm. Hay. Mày nói Phương Thành rất hay. Chiến lược gia bình tĩnh như thế mới tốt. Và chúc mừng đội Phương Thành, các bạn được cộng thêm 5 giây. Yeah. Ba chìm bảy nổi, chín lên đên. Tàu Quốc cái lên đên luôn. Chín lên đên đi không? Tàu chín từ từ chưa? Em được đúng không? Không được. Một lên đên, hai lên luôn. Đúng rồi. Đi bụi. Chín lên đên hay là lên luôn? Như vậy là không lẽ ta nói là xui hoài hay sao? Và như vậy là lên luôn, cộng 10 giây. Hay quá. Hay quá Bin ơi. Mày đưa phải tin anh. Hay quá Bin ơi. Hồi nãy mình lấy ngược đúng không? Bây giờ lấy 9, mình lấy 6. Số 6 là bao nhiêu giây? Chúng ta, trời ơi, công nhận hay thiệt. Phương Thanh phải nói là chiến lược gia. Diễn ông Linh, lắm. Ông Linh, ông thấy ghê lắm, đừng có tin ông. Kệ ông đi. Ta hay thì ta nói hay. 1 triệu, hay là hay 15 giây. Hay quá chị ơi. Rồi, bây giờ lượt thứ 3. Bin, em tin vô Bin đó Bin. Diễn sâu rồi cũng vậy. 15 à. Có 15 à? Làm gì có 15. Sao vậy hả? Trời ơi. Mấy đây? Rồi anh. Hãy cho tôi cả tay nó 12 nào. 12 đúng rồi. Anh Linh về với em đi. Linh về với em. Linh. Anh Linh, anh nói gì với em đi. Em mất 3 triệu rồi. 3 triệu à? Bây giờ mà chừng 1 giây nữa em chết. Thôi đừng chết Nam Thư. Dạ. Nói chung là không, mình cũng thương các em lắm. Dạ. Bây giờ thấy Lê Vũ Lâm nó rất là bình tĩnh, hơi buồn. Nó chậm hơn hàng ngày. Em nói nó là 24 giờ, nó nói 23 giờ. Mà giờ, nãy giờ nó chưa nói câu nào bởi nó hơi buồn. Nói lên đi Lê Vũ Lâm cho nó vui ha Nam Thư. Hôm nay em rất là xinh đẹp. Và cái phần thưởng dành cho hai bạn đó chính là cộng 25 giây. Wow. Hay quá. Hay quá đi ơi. Yeah. Còn lượt cuối cùng. Bên này là cộng 25 với hồi nãy được cộng 10 là 35, mình 15 với lại 5 là 20. Mình thua 15 mà hồi nãy cái dây của mình hơn. Không thua nữa, bảo quả điểm chơi. Trong mắt em từ trước bây giờ chị rất là nét, chị rất là đàn ông, chị sẵn sàng ra đường thấy người ta bị đánh, con gái bị đánh nhào xuống xe chị bảo vệ liền. Mà bây giờ chị chơi nữa chừng chị ngưng. Không được. Đây là tiền phải mua nữa đi. Mua đi. Chị Chanh, em nói rồi, chị phải mua đi. Thiệt, chị không mua em cảm thấy. 3, 2, 1. Không mua vẫn ở thắng mà. Mua làm chi cho tốn tiền. Tiền của em mất phải thương hết trời. Khó khăn cực khổ phải xài tiền như người này đâu. Rồi như vậy là đội Văn Thanh không mua đúng không? Thôi được rồi.
Như vậy là tổng cộng đội của Phương Thành có 73 giây. Chúc mừng. Đội Quốc Thuận sau 3 lần mua, số giây có tăng lên là 67 giây. Thưa quý vị, phần thi này hết sức là quan trọng. Thi xong, đội nào thắng thì đội đó phải hạnh phúc, và đội nào thua thì buồn lắm. Và bây giờ, đội nào sẽ là đội Rai? Đội nào sẽ là đội Ở Rai?